Rồi con cất bát đi. Thảo Nguyên ăn cơm đi con. Các bạn ăn giỏi là Lam ăn nhanh lên nào. Vinh ăn nhanh lên. Rồi rất giỏi. Bạn ăn nhanh lên nào. Chú ơi, không được lấy tay thò bát cơm nhá, nó bẩn đấy, thấy chưa. Giờ chút này rồi con lên cất bát nào. Lên ơi ăn đi con, chút giỏi đi. Dần, dần đi để sang đây ngồi với bạn cho vui nhá, đi. Rồi, các bạn rất giỏi. Đây, dần ơi. Đây ngồi với bạn cho vui. Làm ăn nhanh lên. Minh Nhật, nhanh lên.